nhân dân cha và con và thánh thần. Amen. Tôi xin kính đức Chúa Trời làm cha theo nam tổ hùng thượng thiên trời đất. Tôi xin kính đức Chúa Giêsu Kitô là con hồi đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng con. Thánh Maria, Mẹ của Đức Chúa Trời, cùng
chúng con tẩy lễ danh Chúa Trân Tử cho linh hồn Phêrô và Maria được lên chỗ nghỉ ngơi. Thằng xem tới và chưa chúa đời xa lắm như lẽ vô cùng đã lên. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến, xin Ngài đến. Sáng giờ đứng Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần.
con cùng cha để có lời chúng con. Xin chớ để chúng con xa chứng cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Phê mừng ba người ra để ông với Đức Chúa Trời cùng bà và con cũng là con người nữ mà Giêsu con đồng bà vô cùng bà. Thánh Maria, Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Phê mừng ba người ra để ông với Đức Chúa Trời cùng bà và con cũng là con người nữ mà Giêsu con đồng bà vô cùng bà. Thánh Maria, Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Phê mừng ba người ra để ông với Đức Chúa Trời cùng bà và con cũng là con người nữ mà Giêsu con đồng bà vô cùng bà. Thánh Maria, Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Phê mừng Maria, để ông với Đức Chúa Trời cùng bà và con cũng là con người nữ mà Giêsu con đồng bà vô cùng bà. Thánh Maria, Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Phê mừng Maria, để Hãy
Xin ghé mắt được xem chúng con đến sau.
Amen.